Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ tâm sự về cái chủ đề là có nên chọn xe ô tô màu đỏ. Đấy. Thì chiếc xe mà mình ô tô mình mua lần đầu tiên đó là con Vios màu đỏ các bạn, Vios E-CVT. Thì thực sự là cái tâm lý lần đầu ấy, mình cũng chẳng biết gì về xe, thậm chí là có bao nhiêu hãng xe ô tô mình cũng không biết, mặc dù cũng đã tìm hiểu. Và cái tâm lý là sẽ là thường bắt chiếc. Mới lại cũng có cái hồi đó thì mình cũng như kiểu có cái phần nó hơi ngổ ngáo và như kiểu là thích thế ấy. Xong là trong một lần đi họp lớp, mình thấy hai người bạn mình đấy có sở hữu chiếc xe màu đỏ đó, con Mazda 3 rất là đẹp. Và một người bạn cũng sở hữu con Vios, nhưng mà bạn ấy mua cái đi 2 năm rồi. Mình biết đi vì bạn ấy có áp ảnh lên mạng. Và sau 2 năm gặp lại thì cái hôm mà đi họp thì bạn ấy chở bọn mình đi uống bia. Thì mình thấy là 2 năm rồi mà màu vẫn sáng đẹp mới. Thế là mình nghĩ là nó bền màu ấy. Thế là đến lúc lựa đi lựa chọn nhá, là mình quyết màu đỏ luôn. Đấy, kiểu tính nó kiểu nó thích sốc lỗi mà các bạn, thích gọi thể hiện mà. Xong là hồi mình luận những cái màu khác buồn cười lắm các bạn ạ. Là mình nghĩ này, ui mua xe màu đen nhìn vừa già vừa xấu, mà đen là đen đủi. Đấy, nó phải đỏ nó mới son đấy. Thế còn trắng mình thế nào, mình luận nó lại trắng, nó nhìn ở cái màu nó kiểu nó gọi là tăng tóc các thứ đấy các bạn ạ. Cười lắm, nó gọi là màu luôn nó tai ương. Thế là đấy, cứ nghĩ thế thôi. Thế là xong là nhá, mình thì là một cái mệnh mộc đấy, kim mộc thủy hỏa thổ mà. Thì trắng thì là mình cái mệnh mộc mình là khắc kim rồi đấy. Cái mình hợp với màu xanh dương hoặc là xanh lá cây, nhưng mà cái con Vios này nó thì không có cái gam màu đấy. Thì có chắc mình cũng lấy đấy, thì nó có cái màu xanh carbonsai ấy, rất là đẹp của cái Mazda ấy. Rồi mình lại không cái kiểu Mazda nó không có thương hiệu gì lắm, hoặc mình ít gặp trên đường ấy. Trong một đầu của mình là vì cái xe tập lái nó là cái xe Vios rồi, trong đầu nó chỉ có cái logo của cái xe ấy thôi. Đấy, chứ nếu biết mình không bao giờ mình mua, mình già thời đấy mình sẽ gọi là cố thêm tí nữa lấy con Honda City RS ngon hơn các bạn ạ. Nói chung là nếu mà được lựa chọn lại hoặc được mua lần nữa, chắc chắn mình sẽ lấy màu trắng. Bởi sao? Cái màu trắng ấy, nó rất mát xe. Vì cái mùa hè này nhá, xe mình đã từng đậu ở ngoài nắng rồi, khi vào trong ấy, như cái nò hơi các bạn ạ. Màu trắng đi trên đường cảm giác nó mát xe. Như cái này mới là đặc biệt quan trọng rồi. Cái tỷ lệ mà xe đi đêm tối, đi trong mưa của màu trắng bị tai nạn là rất là ít. Nó ít hơn các cái màu khác là chiếm đến 5% đấy. Cũng là cái tỷ lệ rủi ro của nó thấp nhất. Mình đã từng đi trên những cái con đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng thường xuyên ấy, và gặp những trận mưa lớn, mưa nó trắng xóa, gọi là gạt tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn không kịp. Và những cái xe màu đen ấy, nó lẫn vào nước mưa luôn. Những xe màu khác ấy, chỉ có cái xe màu trắng là mình dễ nhận biết nhất. Đấy. Quan trọng nhất này các bạn này, màu trắng mà rửa một lần thì những cái xe màu khác thì hơi bẩn tí là phải rửa 3 lần mới sạch. Màu trắng để nó ít bị bụi bẩn hơn nhé các bạn nhé. Đấy. Xe mình để hoặc là đi mưa ấy, nhìn bẩn lắm, nhìn ngứa mắt khó chịu lắm. Nên là đúng là không cớ gì mà trên đường 50% xe là chủ yếu là màu trắng các bạn ạ. Vừa mát xe, vừa tiết kiệm ắc quy, tiết kiệm điện, tiết kiệm điều hòa. Đấy.
xong lại kể cả các bạn có thanh lý hay là mua đi bán lại nó cũng dễ dàng hơn. Chứ đôi khi các bạn chọn những cái màu nó độc lạ ấy, thì người ta có thể vin ở đấy là cái màu này ít người dùng, người khó mua, khó bán nọ kia. Nên là đúng là tuổi trẻ lung lỏi, mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền đấy các bạn ạ. Nhiều bác có sơn lại là xong, sơn lại mất 20 triệu, nông lại phải đi đổi đăng ký 20 triệu, thì các bạn đổ xăng thì gọi là mát máy luôn. Thì không gì cô bác lại có thể dán lại để can cũng nhọc hết hơi các bạn ạ, nó không bao giờ đẹp bằng cái màu zin được. Nên là thôi, đấy là cái thời gian đầu ấy, là chỉ muốn gọi là bán quách đi để đổi ấy, để cho nó cái màu nó phù hợp với tính cách của mình. Mình thì tính như gọi là hướng nội, trầm tính đấy. Nhưng mà thôi, dần dần nữa đi mấy năm rồi nhìn nó cũng kiểu nó cũng quen mắt ấy. Xong rồi bây giờ mình có xe 2 năm rồi, mình tặc lưỡi gọi cứ có xe là được, còn hơn không có. Còn giờ mình cũng chẳng mong ấy, nên đổi đời xe hay là lên những đời xe hạng C cao hơn hay sang trọng đắt tiền hơn. Không, với mình bây giờ xe nó là phù phiếm các bạn, gọi là che nắng che mưa thôi. Đấy. Nó không, nó kiểu nó cái độ đam mê nó nguội, nó không như những ngày đầu. Những ngày đầu mình ham xe, mê xe, nghiện xe, ngày nào cũng xem review xe. Đấy, cái ngày chưa mua được ấy, vậy gần như là nghiện xe luôn. Nên là bây giờ mà về làm về những chủ đề xe thì mình lại phải như kiểu là lấy lại cảm hứng. Đấy, để mình tả cho nó chân thực các bạn nhé. Kinh nghiệm mọi thứ sau 2 năm sử dụng. Đấy, nếu mà được mua lần đầu các bạn nhé, không phải lăn tăn phân vân màu khác, cứ lấy màu trắng cho mình. Đấy, màu trắng hoặc cùng lắm là gọi là màu bạc thôi. Đó, cái màu bạc thì các bạn cứ để 5 năm, 10 năm thì nó vẫn là bạc, chứ nó kể cả nó làm sao nó bị bạc được nữa. Rồi, xin chào các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhớ đăng ký kênh nhé, để theo dõi nhiều cái clip hay hơn nữa. Rồi, xin chào mọi người nhé. Đấy, gọi thợ sơn thì alo số mình nhé, 0965 559 334 tại Hà Nội nhé. Đội mình chuyên làm tại Hà Nội.